đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Etty Sơn Thạch chi tiền khủng lì xì năm mới là Ngọc, đập tan nghi vấn rạn nứt tình bạn tri kỷ. Ninh Dương Lan Ngọc và Etty Sơn Thạch là một trong những đôi bạn bè thân thiết hiếm có khó tìm trong showbiz Việt. Tuy nhiên, gần đây đôi tri kỷ này bị rộ tin đồn đã không còn chơi chung với nhau. Trước loạt lời bàn tán từ cư dân mạng, Lan Ngọc và Etty Sơn Thạch nhiều lần công khai tương tác, thể hiện tình cảm nhằm chứng tỏ mối quan hệ thân thiết của mình lên trang cá nhân. Mới đây, Etty Sơn Thạch còn chi số tiền cực khủng nhằm lì xì năm mới cho Lan Ngọc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh được người bạn thân thiết chuyển cho 10 triệu và bộc bạch: xin có 100 mà Etty Sơn Thạch cho 10 triệu. Đúng là bạn thân nhà người ta, tiền lì xì cũng khác người thế này. Dưới phần bình luận, không ít người tỏ vẻ ghen tị với Lan Ngọc và tát bạn thân vào để học hỏi. Lan Ngọc nhận được số tiền lì xì khủng từ bạn thân Etty Sơn Thạch. Đúng là bạn thân nhà người ta đây mà. Lan Ngọc và Etty Sơn Thạch là một trong những đôi bạn thân thiết hiếm có của showbiz Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.